Thảm đỏ Cannes năm nay xuất hiện nhiều nghệ sĩ đình đám xứ thị dân, dù vậy vẫn chưa có cái tên nào thực sự nổi bật khi tham dự lễ khai mạc này. Tuy vậy, chưa gì đã có sự tranh cãi khi nghệ sĩ Trung Quốc nhận được thái độ ghẻ lạnh của ban tổ chức. WeWe đưa tin ngày 15 tháng 5, lễ khai mạc liên hoan phim quốc tế Cannes diễn ra tại thành phố biển Cannes, Pháp, với sự tham gia của hàng trăm ngôi sao khách mời nổi tiếng. Trong đó, dàn nghệ sĩ Trung Quốc có sự góp mặt của Cũng Lợi, Quang Hiểu Đồng, Đồng Lệ Á, Triệu Đào, Bành Vũ Yến, Hùng Đại Lâm. Xuất hiện tại thảm đỏ khai mạc liên hoan phim Cannes, Pháp, Cũng Lợi thu hút ống kính với vẻ đẹp sắc sảo cuốn hút cùng phong cách sang trọng. Mình tình gốc Hoa nổi bật khi xuất hiện bên cạnh dàn mỹ nhân Đồng Lệ Á, Lea Seydoux, Heidi Klum, Helena Christensen. Đồng Lệ Á lần đầu tham dự liên hoan phim Cannes, cô lựa chọn trang phục màu đen huyền bí tôn lên làn da trắng. Đồng Lệ Á được công nhận là một trong những mỹ nhân Tân Cương nổi bật nhất, do đó trạng thái trên thảm đỏ của cô được đánh giá tốt, thần thái tự tin rạng rỡ. Đồng Lệ Á đi cùng đoàn phim Black Dog của đạo diễn Quảng Hổ. Nam chính của phim là tài tử Bành Vũ Yến. Anh xuất hiện trên thảm đỏ với ngoại hình lịch lãm. Hiện tại, Bành Vũ Yến chủ yếu hoạt động tại thị trường Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc. Việc nam diễn viên bất ngờ rút khỏi đại lục làm dấy lên tin đồn anh bị cấm sống ngầm vì đắc tội đàn chị Lý Bằng Bằng. Theo QQ, đánh giá nhìn chung trong ngày đầu của liên hoan phim Cannes lần thứ 77, các nghệ sĩ Trung Quốc đều thể hiện tốt, đào hình thảm đỏ đẹp, chưa có ai thực sự nổi bật, song cũng không có ngôi sao nào hành động quá lố nhận chỉ trích của công chúng. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Trung Quốc vẫn phải chịu cảnh bị ghẻ lạnh tại Cannes, không có màn hình đặc tả dành cho Quang Hiểu Đồng, Đồng Lệ Á hay Triệu Đào. Điều này chứng minh các tác phẩm điện ảnh của Trung Quốc dần yếu thế trên trường quốc tế, đồng thời nền giải trí Hoa ngữ không tạo ra được ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn vượt qua lãnh thổ nước nhà. Theo trang Sina, showbiz Hoa ngữ đang dậy sóng trước hình ảnh mỹ nhân Tân Cương Đồng Lệ Á. Nữ diễn viên Lương Tranh và đạo diễn Quảng Hổ bị ban tổ chức Cannes nhắc nhở đuổi khéo vì tạo dáng quá lâu tại thảm đỏ sự kiện. Loạt khoảnh khắc do người hâm mộ ghi lại cho thấy, ba nghệ sĩ Trung Quốc đã cố gắng nấn ná tạo dáng, tìm mọi cách thu hút sự chú ý của phóng viên trước mặt, dù ống kính máy ảnh đều đã hạ xuống. Ngay lập tức, nhân viên ban tổ chức liền tiến đến yêu cầu họ nhanh chóng rời đi. Sau đó, ba nghệ sĩ di chuyển đến khu vực cầu thang thảm đỏ và tiếp tục mải mê tạo dáng. Ngay cả khi đã đi đến trước cửa vào hội trường chính, Đồng Lệ Á, Lương Tranh và đạo diễn Quảng Hổ vẫn không có ý định di chuyển thẳng vào trong mà đứng lại chụp ảnh tiếp. Điều này khiến nhân viên ban tổ chức phải ra hiệu đuổi khéo họ để tránh gây ùn tắc trước cửa. Trên mạng xã hội, khán giả xứ thị dân tỏ ra ngán ngẩm, thậm chí có vô số netizen bày tỏ việc họ cảm thấy mất mặt vì Đồng Lệ Á, Lương Tranh và đạo diễn Quảng Hổ. Cả ba bị chỉ trích đều là những ngôi sao có tiếng tăm trong showbiz nhưng lại hành xử kém tinh tế để bị nhắc nhở câu giờ trên thảm đỏ đến 2 lần. Theo truyền thông xứ thị dân, vụ việc của ba nghệ sĩ nói trên tiếp tục là hình ảnh xấu của sao Trung Quốc trong mắt người hâm mộ nước nhà nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung tại sự kiện điện ảnh tầm cỡ quốc tế. Hiện Đồng Lệ Á, Lương Tranh và đạo diễn Quảng Hổ đều chưa lên tiếng về những ồn ào xung quanh sự cố ê chề của họ tại Cannes 2024.